Trước nhất phải nói là tới lúc mà tôi về Việt Nam đầu tư đó thì phải nói là cái thời điểm mà Liên Xô và Đông Âu đang đang thay đổi, phải nói Liên Xô đang sụp đổ và Đông Âu đang thay đổi, thì tôi cho rằng Việt Nam sớm muộn thì cũng đi theo con đường đó. Đó là một điều thứ nhất. Cái thứ hai đó thì khi một cái đất nước hậu hậu thời chiến đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái gọi là đổ vỡ, tức là một cái quốc gia mà sau cái thời chiến tranh đó thì nó có rất nhiều cái hư hại. Thành thử ra tôi suy nghĩ bằng cách này, bởi khi mình làm bất cứ một cái gì đó mình phải tiếp cận. Thì cũng như trước đây mà trong cái anh chị em nào học về kinh tế đó sẽ thấy được cái vấn đề này, thì khi một chiếc tàu nó đang đắm muốn đắm đó, mình làm thế nào để mình cứu chiếc tàu nó nổi dậy. Tức là với cái kinh tế xã hội Việt Nam nó đang thời đó đang suy sụp, thì chính mình phải phải nhảy lên một chiếc tàu đó. Trong chiếc tàu đó thì mình muốn 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 vớt chiếc tàu lên đó, thì mình phải dùng tới một cái kỹ thuật làm thế nào để cho chiếc tàu nó nổi dậy. Tức là cái gì mà trong trong tàu đó mình thấy cần quăng đó, mình quăng đi. Tức là một cái xã hội đó, cái gì mình thấy nó bệ rạc mình nên thay đổi nó, và chính bàn tay mình phải xây dựng lại. Tức là chỉ nói trong phạm vi của mình thôi, tức là trong cơ sở mình, tất cả những người xung quanh mình, tất cả những người trong công ty mình phải muốn làm một cái gì đó để đầu tiên nhất phải cho những người xung quanh đó được nổi dậy. Khi mà tôi rời Việt Nam vào năm 76 đi tị nạn đó, thì trong những khoảng thời gian mình rời quê hương đi như vậy đó, thì trong cuộc sống mới thì lúc nào mình cũng cái lòng mình cũng còn gắn bó với bên nước nhà. Và mình nhìn chung khi mà mình thấy cái tình hình thế giới nó hàng ngày nó có một cái thay đổi như vậy đó, thì đến một lúc như năm 90 đó mình thấy rõ ràng là cả một cái khối Đông Âu đang đang thay đổi, Liên Xô đang suy sụp. Do đó tức là mình trước đây mình cũng đã chuẩn bị rồi, thì mình nghĩ là đây cái một cái cơ hội để mình, thay vì mình đầu tư ở nước nước ngoài, mình làm việc ở nước ngoài, thay vì bây giờ mình trở về cái quê hương mình, có thể mình có những cái rủi ro nhất định, tức là mình phải chấp nhận những cái rủi ro đó. Thì cái quyết định đó, như tôi nói, cái quyết định tôi rất là khó khăn để mà lấy cái quyết định đó, nhưng cuối cùng tôi phải chấp nhận, tức là mình phải chấp nhận ở phần nào cái rủi ro đó. Trở lại cái vấn đề mà lo ngại nhất là một cái sự kỳ thị của chính quyền trong nước, tức là kỳ thị thân phận mình là người tị nạn, rồi coi như mặc dầu lúc đó mình cũng đọc cái thuyết là khúc ruột ngàn dặm, nhưng mà mình không có tin hẳn vấn đề đó. Nhưng mình tin hẳn là một cái là bây giờ mình về làm việc một cách đàng hoàng, cái ngành nghề của mình là một cái ngành nghề chính đáng, tức là xã hội chiều nào người ta cũng có thể hoan nghênh. Đấy là một cái vấn đề đầu tiên mình phải chuẩn bị cái tinh thần đó. Thứ hai, mình về với một cái tinh thần rất là coi như là đóng góp hai cái điểm đó. Thì khi mình làm đó thì không bao giờ mình nói mà chắc chắn là mình làm thành công được. Mình mơ thấy, mình nghĩ đấy, mình thấy đây là cơ hội không có nghĩa là chắc chắn là mình hái được. Nhưng mà mình phải chấp nhận ở chỗ là mình bắt tay vào việc và mình nỗ lực. Năm 90 đó thì lúc đó chính phủ Singapore, sau khi mà Singapore từ năm 76 được chính phủ Anh trả lại cái quyền độc lập đó, thì Singapore phải nói là bắt đầu từ cái sự ngổn ngang, từ một cái sự ô hợp trong đó nó nhiều sắc tộc, thì Singapore đã bắt đầu chuyển đổi. Cho đến năm 90 đã phải nói Singapore vẫn còn là nghèo, nước chưa chưa khá lắm, thì chính phủ Singapore mới bắt đầu nghĩ tới một cái phương án là thu hút đầu tiên nhất là cái giới doanh nghiệp người châu gốc châu Á. Thì năm 90 đó chính phủ Singapore mới tổ chức một cái gọi là một cái buổi hội thảo rất là lớn. Tôi nhớ là ít nhất khoảng 3-4 vị người châu Á ở trường Harvard về để mà giảng. Và mỗi một buổi họp như vậy đó thì một bộ trưởng điều hành. Tôi nhớ không lầm là buổi đó buổi ngày thứ hai buổi sáng,
ông bộ trưởng tài chính, ông đó là như là tên là Điền Tăng, cũng có thể là cái tên này tôi lâu quá tôi nhớ không chính xác lắm. Ông bộ trưởng Điền Tăng mới nói phát biểu như thế này: tôi muốn lưu ý cử tọa một cái vấn đề là trong thời gian những năm tới đây đó, có một cái quốc gia sẽ bắt đầu trỗi dậy và bắt đầu phát triển, mà cái sự phát triển và cái sự trỗi dậy đó, nó không chỉ là một cái đi theo một cái đường, đi theo một cái đường đường góc chéo như vậy, mà nó có thể nhảy vọt. Lý do tại sao? Lý do trước hết tôi nói lý do thì tôi xin muốn nói cái quốc gia đó, tức là quốc gia Việt Nam. Do cái hoàn cảnh lịch sử, quốc gia Việt Nam đang có trên 3 triệu kiều dân ở nước ngoài. Và ông nhấn mạnh, ông nói có khoảng 1 triệu kiều dân người Việt Nam khoa bản và có khoa học kỹ thuật, trong tức là khoa học kỹ thuật trung và cao cấp đó. Nếu mà 1 triệu người này trở về Việt Nam, tôi nghĩ là trong Đông Nam, những quốc gia trong Đông Nam Á không nước nào rượt kịp Việt Nam. Do đó tôi mới nói là Việt Nam nhảy vọt. Thì từ cái năm 90 đó, cái phát biểu của ông Điền Tăng đó, ấn tượng vào trong đầu tôi. Tôi cho rằng ông với cái vị trí của một bộ trưởng kinh tế và cái nhìn nhận thì mình thấy cái thực tế ngoài, mình thấy ông bộ trưởng này nói có lẽ không có phóng đại lắm. Cái thứ hai thì vào năm 92, tôi nhớ rất rõ là ông Lý Quang Diệu, ông đưa một cái đoàn của Singapore cũng khá hùng hậu về Việt Nam. Thì cái đoàn của ông Lý Quang Diệu đi đó là về ở khách sạn Metropole. Đoàn của Lý Quang Diệu, lúc đó ông Lý Quang Diệu là thủ tướng Singapore. Thì cái đoàn đó đến trước hơn cái đoàn Hòa Lan chúng tôi đó. Đoàn Hòa Lan chúng tôi gồm khoảng hơn 40 người. Trong đó có rất, rất nhiều doanh nghiệp như là sau này đang làm ăn ở Việt Nam mạnh đó, là Axo, rồi những công ty lớn đi theo. Trong đó có 4-5 cái ngân hàng lớn của Hòa Lan đều đi theo. Và bà Bộ trưởng Phan Roy là cái người dẫn đoàn. Thì cái đoàn chúng tôi tới Việt Nam sau cái đoàn của Singapore 3 hôm. Thì muốn nói lại là cái nhận định của ông Điền Tăng, của Bộ trưởng của Singapore đi theo, là chính phủ đã có một sự sắp xếp để mà đón cái cơ hội là Việt Nam sẽ là một cái quốc gia phát triển. Thì sau này, sau một thời gian vài năm như vậy đó, tôi cũng có nghe là ông Lý Quang Diệu trở thành một cái nhà cố vấn tối cao cho chính phủ Việt Nam về vấn đề phát triển. Sau cùng tôi có đọc cả hai quyển sách của ông Lý Quang Diệu, tôi đều đọc. Cái quyển đầu tiên ông có than thở là chính phủ Việt Nam bỏ mất rất nhiều cơ hội, trong đó có một cái cơ hội là nắm bắt để mà cho cái Việt Nam mình phát triển. Cái hàm ý của ông như vậy. Thì tôi trở lại, tôi cho rằng tôi có thể nói một cách hơi rõ hơn, đi thẳng vào vấn đề, go to the point, là dẫn vào vấn đề. Bây giờ cứ tưởng tượng là ở ngoài người Việt kiều mình có khoảng 3 triệu người ở nước ngoài, bây giờ gần 4 triệu rồi. Nếu quý vị hỏi một câu là người Việt Nam mình giỏi ngành nghề nào, tôi xin hỏi ngược lại, quý vị sẽ tìm không ra một cái ngành nghề nào không có gì Việt Nam giỏi. Tôi đố quý vị mà tìm ra được một cái ngành nghề nào mà không có người Việt Nam giỏi. Từ cái nghề thấp bé, nhỏ bé nhất cho tới đến nghề lớn lao nhất, kể cả những ngành nghề thượng tầng về khoa học kỹ thuật, quý vị cứ đưa ra đi, tìm không ra cái ngành nào mà không có người Việt Nam giỏi. Thì tôi thấy rằng nhiều năm nay do tôi về Việt Nam và tôi gặp phải những cái khó khăn, tôi gặp phải những cái nạn như vậy, tôi thấy chính phủ Việt Nam lãng phí, tôi xin nhắn mạnh, lãng phí, hoặc là nói theo cái tự thuật ngữ của kinh tế đó, là trái máu chất xám. Người Việt mình ở ngoài này cái chất xám rất nhiều từng lớp, sẵn sàng. Nếu mà mình biết khơi dậy đó, biết khơi được cái nguồn này đó, thì lập tức cái nguồn này sẽ đổ vào trong nước để mà dịch dậy một cái quốc gia mình, cạnh tranh với những quốc gia trong khu vực.